Vâng, xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Một năm mới dương lịch đã đến, xin được chúc sức khỏe tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc có một sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, làm ăn thì phát đạt, kiếm thật nhiều tiền. Chỉ có nhiều tiền, có sức khỏe thì mới có tiền để ủng hộ lan của bọn em nhá. Vâng, lan rừng. Và đầu tiên em lên cho các bác cái sản phẩm vẫn là ưu tiên đầu tiên, đó là cái sản phẩm hoa Tết. Đó là một cái dòng địa lan Santo. Có một cái đặc tính của cái dòng địa lan Santo này, thứ nhất là hoa to, hoa đẹp. Đấy các bác, nhưng mà có một cái nữa mà các bác yên tâm một chỗ là chúng ta mua không lãng phí. Đó là khi cái dòng địa lan Santo thực ra mà nói rất dễ thuần. Sau khi các bác chơi hoa xong, các bác cắt bỏ ngồng hoa đi, các bác trồng sang một cái chậu khác cho em, cho vỏ thông nhỏ vào cho em. Than vỏ thông nhỏ hoặc là cái than tổ ong bị đỡ, cái than tổ ong nó đốt rồi á. Các bác đập nhỏ ra trộn với cái than củi với vỏ thông nhỏ là các bác yên tâm bác thuần. Sang năm các bác cứ phun cho em những cái loại phân bón lá là yên tâm sang năm các bác vẫn có. Mặc dù cái vòi hoa nó có thể nó không được dài nhưng mà khẳng định các bác là vẫn ra hoa bình thường. Và những cái chậu địa lan Santo này, đây là cái dòng màu vàng. Vàng chanh. Rất đẹp, rất phú quý rồi, sang trọng. Trưng bày ở nhà cái chậu rất xinh như thế này. Sinh từ cái chậu cho đến cái que cắm cho đến rất là cẩn thận tỉ mỉ các bác nhé. Như cái chậu này là 245 gói hoa là có giá 450.000. 450.000 cho chậu hoa Santo đây. Các bác ạ, em thì còn từ hôm qua hôm nay khách mua thì còn hơn chục chậu thôi. Chín vòi hoa. Chậu này chín vòi hoa. 550. Vâng, chậu này chín vòi hoa các bác này. Đây, các bác nhìn xem. Đấy, các bác nhìn xem nhá, chín vòi hoa. Đấy, có giá 600k. 600k nhá, 600k, 9 vòi hoa các bác, con số 9 là con số rất là quý đấy, một con số rất là đẹp. 9 vòi hoa 600k rất rẻ nha các bác. Rẻ nhất đấy, nói thật với các bác, thì các bác cứ tham khảo đi. Đẹp như thế này. Tiếp theo, đây. Chậu này mấy vòi? 5 vòi. Chậu này cũng 5 vòi hoa đây các bác. Rất đẹp, cũng có giá 450.000 nhá. Chậu 5 vòi hoa có giá 450.000. Các bác muốn yêu cầu cái chậu như nào hoặc ghép chậu thì các bác cứ liên hệ điện thoại, số điện thoại để em Zalo em quay cho các bác nhé. Vâng, 450.000. Tiếp theo, em lên cho các bác một cái sản phẩm cũng rất là đẹp đấy các bác. Đó là cái dòng hạc vĩ Đà Lạt. Hạc vĩ Đà Lạt các bác nhé. Một cái dòng hoa Tết. Hoa bây giờ thì chắc không kịp Tết bởi năm nay nó lạnh. Nó đang sưng hết rồi, không kịp Tết nữa rồi các bác ạ. Nhưng mà thân rất thuần thủ, rất là dài, rất đẹp. Có giá là 300.000. Giá rất hợp lý, thân chi chít, dài đẹp, xanh mướt như thế này. 300k. Đang lũ to. Một giò hạc vĩ Đà Lạt tiếp theo. Thân dài lê thê như mái tóc. Mái tóc người thương. Úi ôi, cái thân này phải bỏ ra chứ. Dài quá. Cái thân này phải đến gần 2 mét. Dài quá em vắt lên đây. 300.000 vào số 4, 300.000 đây, em vắt lên đây này. Các bác nhìn ngọn này. Ủa, nó dài, nó quệt xuống đất sợ nó gãy. Đây này, nụ to rồi các bác. Đấy, nụ to rồi. Cũng có giá 300.000. Vào số 4 cũng có giá 300.000. Vâng, giò này thì ngắn hơn. Nhiều thân nhưng mà ngắn hơn các bác. Ngắn hơn, có giá 250.000. Giò số 5, 250.000. Rất là đẹp nhá, các bác mua cái dòng này thì về có giống luôn. Vâng, tiếp theo lên cho bác là cái sản phẩm kèn gieo hạt nhé. Đây là kèn gieo hạt các bác ạ. Trồng trên cái giớn như thế này, hai thân hoa. Có giá số 6 là có giá 250.000. Kèn gieo hạt 250.000. Rất đẹp. Tiếp theo một giò kèn cũng hai thân hoa gieo hạt như thế này. Thân dài tầm 25 cm. Số 10 có giá 250.000. Vâng ạ. Bã trầu lá biên. Vâng, tiếp theo lên cho các bác một cái sản phẩm. Đó là cái gà bã trầu lá biên. Đây các bác nhìn lá biên này. Lá biên. Đấy, có giá B52 có giá 300.000. 300.000 hai thân này, đang ra chuẩn bị mầm gốc rồi, dễ khỏe như thế này rồi. Các bác cứ yên tâm thuần thôi. Về bón phân ôi mà em nói thật, mách nhỏ mách đi các bác nhé. Thực ra mà nói cái gà này muốn cây tốt cây khỏe ấy. Em kinh nghiệm theo bản thân em á, không bón phân dê đâu, một ít phân tan chậm và cái phân chuồng quế hợp lắm.
ra ầm ầm thôi. Gà đang nụ. Vâng, tiếp theo làm lên những cái sản phẩm gà Lai Châu đang nụ các bác nhé. Cũng đang nụ rồi, sừng nụ hết rồi. Đây, rất nhiều thân hoa như này, cái chậu dớn đẹp này, cái này thì thích hợp cho các bác nào mà ít có thời gian chăm sóc tưới này, 2-3 ngày tưới một lần cũng được. Sau đó là những cái bác nào mà ở ban công, ở chung cư ở ban công này. Đấy, các bác mua những cái chậu dớn như thế này thì nó độ ẩm, nó giữ được độ ẩm lâu. Đấy, độ ẩm cao, có giá là 280.000 B55, 280.000. Vâng, giá rất hợp lý rồi. Vâng, vẫn là sản phẩm mà đùi gà Lai Châu 35 có giá là 350.000. 350.000, rất đẹp các bác nhìn. Thuần được những chậu gà mà khỏe mạnh như thế này. Đến mùa gà đến nơi rồi, chuẩn bị mùa tháng 4 lại lễ hội Hoa Lan Lai Châu rồi. Bắt đầu rực rỡ hạc vĩ này, gà này, kèn này, sơn thủy tiên này. Các sản phẩm lan rừng của Lai Châu bắt đầu rực rỡ khoe sắc các bác ạ, yên tâm. Đấy, 350.000, 55. Gà tiếp theo. Gà tiếp theo là B3 cũng có giá 350.000 các bác nhìn, khỏe từ thân hoa đến mầm gốc các bác yên tâm nhá. Thân hoa cũng rất khỏe, mầm gốc rất khỏe, cái dòng gà Lai Châu cực khỏe, dễ thuần rồi. Không ưa nước nhiều, các bác yên tâm nhá, không ưa nước nhiều. Hạn càng hạn càng lên tốt, 2-3 ngày tưới một lần. Đừng có tưới nhiều nước các bác ạ, nó lại ra kỳ nó chẳng ra hoa. Một giò đùi gà tiếp theo. Ôi, giò này rơi mất số rồi à? Giò không số nhá. Giò này có giá 300.000. Mầm non thì tua tủa luôn các bác nhìn. 300.000, thân hoa thì dài đây, sưng hết rồi các bác. Đấy, 300.000. Giò đùi hà không số 300.000. Lên tiếp vẫn là cái sản phẩm truyền thống của Lai Châu, gà Bã Chầu số 11. 1-2 mầm. Một cái thân dài như thế này các bác yên tâm, cái này đang sưng rồi này. Chuẩn mặt bông mặt hoa cho các bác luôn nhé. Hai như này sang năm mỗi cái này lên 4 mầm gốc thì các bác yên tâm, sang năm các bác có giò to nhé, các bác yên tâm. Đây, phân trùng quế đây các bác. Đấy, có giá 11, có giá 550.000. 550.000. 3 triệu rưỡi. Vâng, một giò mẹ. Giò này là đúng là giò mẹ thật. Gà gà Bã Chầu, giò mẹ gà Bã Chầu nhá, đã kích hoa. Em đã kích hoa nhá, đầy sưng rồi. Ui, sưng sưng to như hạt đấy, sưng sưng hết rồi. Chuẩn hoa rồi, mầm gốc thì xin lỗi tình yêu luôn này các bác này. Sướng chưa? Bộ rễ trầm hết ra rồi. Đây các bác, em bảo sai đâu này. Các bác cứ trồng cái phân trùn quế này, mua cái loại phân xịn nhá. Cái phân bò ủ cũng được, hoặc cái phân trùn quế mà hạt to, cái loại hạt to mà nó không tan đấy. Đây này các bác này. Tưới nước vào nó không tan đấy. Về sau này mình khi hết một năm rồi mình nhặt ra thì mình sẽ cho lượt khác vào được. Chứ đừng có mua cái loại tan mà nó bết vào chậu này nó chết đấy các bác ạ. Đấy. Giò này có giá là 3.500.000, 3.500.000. Giò mẹ của đùi gà Bã Chầu này, cực đẹp luôn. Vâng, tiếp theo lên một cái sản phẩm đó là giò chuỗi ngọc Điện Biên. B15 có giá 180.000, giò chuỗi ngọc. Thực ra nó ghép cái loại chuỗi ngọc này nhá. Thật các bác, rất là khó ghép. Nếu mà hàng dề á thì không sao, nhưng mà hàng vụn như này, hàng cây như này, ghép nó khó, nó lắt nhà lắt nhất rồi. Đấy. Các bác nhìn này, ghép một cái giò chữ ngọc cứ khó 180.000 mà lại này nó mua hàng kg lại đắt tiền chứ. 400-500.000 một cân. Nên là bán cho các bác rất khó bán. Vâng. Tiếp theo lên cho các bác một cái giò hồng nhạn. Hồng nhạn số 91, đẹp như thế này, giò hồng nhạn. Đẹp không các bác? Nhìn đẹp không? Hồng nhạn số 91 có giá 400.000, hồng nhạn. Vâng. Rất đẹp nha các bác nha. 400.000. Vâng, tiếp theo lên cho bác cái giò tam bảo sắc nhá, trụ tam bảo sắc đẹp nhá. Tháng 4 rồi. Tam bảo sắc Lai Châu lại khoe sắc rồi. Vừa được cả hương cả sắc. Số 21 có giá 550.000. 550.000. Tam bảo sắc Lai Châu số 21 giá 550.000. Tam bảo sắc số 15, 45 có giá 500.000. 500.000. Tam bảo sắc số 15 có giá 500.000.
Tiếp theo em lên cho bác một số cái giò kiều nhỏ như thế này, ghép lũa như thế này. Kiều vàng Lai Châu nhé, có giá 250.000, số 70. Có giá 250.000. Và kiều vàng Lai Châu 2, số 70 có giá 250k. Vâng, tiếp theo một cái trụ kiều tiếp. 180.000, số 61, thân dài. Thân to, thân dài, cái loại này phải hơn cân rồi. Ép loại này. Đây các bác nhìn lá to cái này mà không bị sâu ăn thì thành lá mít thì thôi rồi. Vâng, 61 180k. Được. Vâng, em lên cho bác một số cái chậu cáo Lai Châu. Cáo này lá đỏ thế nhỉ? Này. Cáo đỏ đây. Lá đỏ chưa? Mấy cặp lá? 1 2 3 8 cặp lá, một cây con. 1. Số bao nhiêu đây? A10 có giá 350.000. Ôi rẻ. Xếp V này. Xếp V 350.000. A10 350.000. Một cây quế tháng 8. Quế nguyên bản luôn các bác nhá. Mẹ con, một mẹ hai con. Ơi ui, kỳ công là chặt cả cái cành nghiến hay cành gì nặng lắm. Không phải, cây này không phải cây nghiến nặng hơn. Lá xếp như thế này. Vâng. Đấy, có giá là 450.000. Quế số quế 450.000, cái này không số. Vâng, 450.000, quế nguyên bản nhé. Bác nào chốt quế nguyên bản thì ok. Ui, đỏ au. Các bác nhỉ. Ở đất trời nào có cái loại cáo mà như thế này không các bác? Đỏ như là ấy như này, đỏ lửa đây. Ô, cây này mất ngọn rồi, đang ra cây con. Đang ra cây con. Đang ra mấy cây con, cái này cáo giống thôi các bác ạ. Các bác là mua xuống sưu tầm cáo giống thì mua rồi. Có giá 250.000, số 5, cáo đỏ, số 5, 250.000. Sơn Thủy Tiên, một dề Sơn Thủy Tiên Mường Tè. Một dề như thế này, rất nhiều thân hoa như thế này. À, số Sơn Thủy Tiên, số 63, 350.000. Một dề Sơn Thủy Tiên như thế này, 350.000. Đấy, ghép vào chậu như thế này nhé, 350.000. Một giò Sơn Thủy Tiên tiếp theo. Giò Sơn Thủy Tiên này có giá 250.000, 65. 250.000, Sơn Thủy Tiên cũng sắp khoe sắc rồi các bác nhé. 250.000, số 65, 250.000. Vâng. Đùi gà lá biên vàng. Đây. Đùi gà lá biên đây. Các kiểu gà. Gà này công nhận. Ở ngoài đời, ở ngoài thực tế con vật nuôi cũng rất nhiều loại gà. Mà ở rừng cũng rất nhiều loại gà đấy các bác. Giò này có giá 1.200.000, số 7, số 37. 1.200.000 gà lá biên. 1.200.000, xem được mấy thân hoa. 1, 2, 3, 4, 5 thân hoa đang lên rất nhiều mầm gốc. 1 mầm gốc, 2 mầm gốc đang đủ rồi. Các bác nhìn này, chi chít mầm gốc luôn. 1.200.000. Vâng. Đây. Kiều vuông. Một giò kiều vuông, có mỗi giò kiều vuông này thôi. Có nụ chưa? Xem có nụ chưa. Giò kiều vuông này có giá 250.000, số 90. 250.000 giò kiều vuông. Chưa thấy nụ đâu cả. Năm nay thời tiết nó kiểu gì ấy. Thập hoa trắng tinh nhá. Hoa đã nở tại vườn đây các bác này. Hai thân hoa còn lại đây. Thập hoa trắng tinh luôn các bác nhá. Thập hoa trắng tinh có giá số 20, có giá 400.000. Thập hoa trắng tinh luôn. Bảo hành cho các bác một thập hoa trắng tinh. Vâng. Lại chuyển sang loại đùi gà trắng tinh luôn. Đùi gà trắng tinh luôn. Đã kích hoa rồi đây các bác. Em đã xin chỉ kích hoa rồi. Đùi gà trắng tinh luôn. 85 có giá 400.000. 400.000 đùi gà trắng tinh luôn. Và tiếp theo là chồn, chồn Lai Châu. Giò chồn số 57 có giá 550.000. 550.000. Chồn số 57 550.000. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Tiếp theo giò chồn tiếp theo. Giò chồn số 77 cũng có giá 500.000. 500.000. 500.000 các bác. Thuần đẹp rồi. Vâng, một giò chồn nữa. Cũng có giá 550.000, 48.
550.000. 48 550.000. Đấy. Vâng. Lò này nhỏ hơn. Lò chôn số 49 có giá 200.000. Lò này nhỏ dành cho các bác nào sưu tầm lò nhỏ này. Vâng ạ. Vâng. Em lên cho bác một cái chậu kiếm nữa. Kiếm này là kiếm Lai Châu nhưng không biết mặt hoa như thế nào các bác. Kiếm lá ngắn, kiếm đẹp. Giá rẻ, bây giờ thì giá nó rất rẻ rồi. 150.000. Ui ôi, cái chậu này. Cái chậu này đã 2-3 nghìn rồi. 150.000. Đây là kiếm Lai Châu nhá, không có mặt hoa, chưa có mặt hoa các bác nhá. 150.000. Vâng. Vâng. Phiên bán hàng của hôm nay đến đây là lên một số cái sản phẩm lan rừng, rất mong các bác ủng hộ nhá. Xin chào tạm biệt các bác, chúc các bác luôn mạnh khỏe, thành công nhá.